Hello, hôm nay vườn em có một ít trái cây. Nếu mà anh chị cô chú mà cuối tuần mình rảnh rỗi mình ghé ăn trái cây ủng hộ em nha. Đây là nhãn nè. Trái cây thì không phải là tuần nào nó cũng giống nhau, thì có tuần nó có trái này, tuần này nó có trái khác nha. Nó không có giống nhau nha. Đây là trái ca cao nè. Đây là persimmon, trái hồng. Hồng này ăn không có bị chát, mặc dù là nó xanh xanh nhưng mà ăn nó rất là ngọt, không có bị chát. Nhãn nè, chôm chôm thì có mấy trái trứng gà ta mới đẻ. Rồi cacao, cao nhãn nè. Chỗ em thì có cái view ngồi cũng mát mẻ lắm. Vài bữa nữa em sẽ mở thêm mấy cái chòi ở bên đó cho cô chị, anh chị cô chú tới ngồi uống nước nha. Đây có mấy cây mấy bé xinh xinh nè. Dễ cưng không? Đẹp ghê không? Dễ thương ha. Rồi em có bán nước mía nữa nha. Em có bán nước mía. Em có bán nước mía tại vườn nữa. Nếu mà anh chị cô chú mà nóng nực thì có thể vô uống nước mía nha. Đổi mùa rồi cho nên là cũng bệnh luôn rồi. Bây giờ em đi quay cây cho cô chị anh chị cô chú xem nha. Nếu anh chị cô chú thích thì ghé ủng hộ em. Ở xa thì em có thể ship nhưng mà những cây lớn quá thì em không ship được nha. Cây Silkwood, cây Sabo lùng có trái quanh năm 25 ga lông. Cây táo Thái to 8 đến 10 feet. Rất là to. Đang có bông có trái luôn á. Gốc bự ghê không? To lắm. Đây là cây vú sữa 15 ga lông, đang có bông có trái. Còn ổi, ổi thì em bao la ổi luôn. Ổi em bao la. Nè ổi là ổi, ổi này là ổi ổi siêu trái nè. Em có ổi siêu trái rồi, ổi ký lô tùm lum hết trơn. Em có ổi ký lô, ổi thái siêu trái nè. Rồi nè. Cái này là ổi nữ hoàng nè. Ổi nữ hoàng. Em có cây nữ hoàng siêu trái luôn nè, coi bông nó nè. Đó, nhìn thấy bông thấy ghê không? Đó. Nè. Thấy ghê không? Trái nè. Rồi đây là ổi không hạt nè. Cái này là ổi không hạt. Ổi lê không hạt. Cái này là hoàn toàn không hạt luôn. Chứ phải là ít hạt mà nó hoàn toàn không hạt luôn. Ăn nó giòn ngọt ngon lắm. Còn cái này là ổi ruột đỏ. Ổi ruột đỏ ăn mềm nè. Cái này là chỉ để ăn chín thôi. Tại vì ăn sống nó không có ngon. Ăn chín mềm thì nó mới ngon. Nó mới ngọt và thơm với chút xì. Cái này ăn để ăn chín nha. Bên này là ổi quá trời ổi nè. Mà mùa này nó cũng hết trái rồi cho nên là nhìn nó không có đẹp đẹp nữa. Đây là ổi không hạt. Để coi có trái nào ăn được không. Mấy hôm nay cũng thèm ổi rồi. Cái này chưa chín. Vườn ổi nhiều quá em phải hái bỏ bớt nữa nè. Đó, nhiều lắm. Còn đây là ổi ruby Đài Loan, ít hạt, rất là ngọt và giòn. Cái này ăn chín được mà ăn sống cũng được luôn. Đây, ổi ruby Đài Loan ruột đỏ, ít hạt, đang có bông nha. Đây, đẹp không? Cái này là ổi ổi trắng, ổi Đài Loan, ruột trắng không hạt. Ruột trắng không hạt, đang bông trái quá trời nè. Nhiều lắm. Ổi cẩm thạch nè. Đó. Ổi lê ruột đỏ nè. Ổi lê ruột đỏ này cực kỳ ngon luôn. Giống ổi này cũng ngon lắm nè. Em hái trái này ăn nè. Loại ăn ổi này trái nhỏ nhỏ thôi mà ngọt cực kỳ luôn.
Ngọt ngon lắm, chua chua ngọt ngọt cũng ngon. Ổi cẩm thạch nữa nè, đây là ổi Indonesia không hạt nè. Cái này chín chưa? Cái này chưa chín. Indonesia không hạt. Rồi bên này xoài, xoài chu lì, xoài lùng chu lì nè. Đó. Rồi mận, mận này là mận trắng nè, mận đỏ trái dài nè. Đây là vải 15 galon, vải hạt nhỏ, hạt lép, vải suối hết rồi, hạt kịp. À, đây là cây gì ta, cây ngọc lan vàng, có người gọi là hoàng lan đó. Còn cái bên này là đào, trái đào á, trái đào để mình ăn trái chứ không phải là ăn để ấy bông. Còn này là bơ chịu lạnh, bơ chịu lạnh. Bên này thì em có xoài, em có xoài cát Hòa Lộc nè, xoài Thái Ngọt nè, xoài Nam Đốc Mai nè, đủ loại xoài hết, nhiều lắm. Anh chị cô chú có thời gian hay là muốn mua cây thì mình ghé vườn em chơi nha, ghé vườn em tham quan ha. Vườn em có gà, có vịt, có ngỗng, có đủ thứ hết trơn á, mấy bé nó thích lắm. Đây là khế ngọt nè, khế ngọt trái quá trời luôn, trái rụng chuột ăn rồi gà ăn tùm lum hết. Đó. Để coi trái chín nè, lát phải hái vô. Xoài, xoài nó thiếu nước, nắng quá nó thiếu nước rồi, thấy ghê không, nó không có được xanh nhưng mà nó rất là khỏe. Em để ngoài trời á cho nên là nó chịu nắng chịu mưa ghê lắm. Giờ có trồng xuống đất á, thì nó cũng không có chết được, tại vì nó đã quen với môi trường ngoài nắng gắt rồi, cho nên là trồng xuống nó không có bị yếu cây, nó không có bị sốc nhiệt á, gọi là sốc nhiệt á. Cái này là xoài Úc, à, xoài cái màu tím tím á, xoài Úc nè. Đó, khế ngọt nè, ra bông nè. Đó, cây 7 ga lông, cây to 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 vậy đó. Cây cọc Thái nè. Đây là xoài lùng Hawaii, xoài Kaiser, xoài Alfonso. À, na thì em có na sầu riêng, à, na dai, à, na dứa. Cái mấy cái này là mấy cái hoa bảy bạ xương rồng với ngò ga á, vậy lá gai. À, em có hoa lài nè, cây santo nè, không biết santo nó làm tiếng Việt nó là cái gì cũng không biết nữa. À, cây abiu, abiu với sữa hoàng kim nè. Tiêu nè, cà phê nè, à, chanh số 8, à, cái này là tắc cẩm thạch, thần kỳ, cây thần kỳ, cây gíp nè, cây ly xà, à, cái này là ổi nữ hoàng nè, ổi nữ hoàng chiếc cành rất là đẹp. Rồi cây cốc, cốc Thái, cốc Thái nè, trái nè, quá trời quá đất. Me, chuối, bơ xít lịt, xít lịt avocado, bơ cổ dài nè, bơ chịu lạnh. Bên này thì có xoài, đủ loại xoài hết. Rồi Nam Đốc Mai đang có bông nè. À, xoài tứ quý nè. À, xoài này là xoài khiêu dai, xoài khiêu dai, xoài Đài Loan trái bự, thiệt là bự đó. À, Mahachanok, Munkunsi. À, xoài này là xoài lùng nè, xoài keo sơ vôi, Nam Đốc Mai, khít chùm ruột. Bên kia là có măng cục vàng Achacha. Đó. Đó. Rồi bên này, bên này thì em có mít, em có bòn bon, cây bòn bon nè,
cây dâu da, cây nhãn tiến, nhãn hạt tiêu này mình nhìn cái lá nó mình cũng dễ phân biệt lắm, lá nó nhỏ xíu mà dài dài, nhìn mắc cười lắm, nhìn nó không giống bất kỳ loại nhãn nào. Bên này em có nhãn tím nè, thế này là thanh nhãn, cái này là ổi ruby, không phải ổi lê ruột đỏ. Đây nè, trái nó, hình trái nó nè, cái hạt cái ruột của nó có chút xíu mà ăn nó ngọt và nó ngon lắm luôn á. Đó. Đó, cái này là thiên lý nè, hoa thiên lý. Cái này là mít, mít thái, mít lùng, mít siêu sớm siêu trái gì tùm lum hết, nhiều loại lắm. Còn đây là măng cục, măng cục này là măng cục ghép nha. Đó, nhánh ghép. Cái này là ổi nữ hoàng nữa nè. Đó, cái này là cam sành. Và cam sành nó đang bị bệnh cho nên là chưa có bán được, chỉ giới thiệu cho mọi người biết thôi nha. Đây là cam sành. Cam sành là cái trái nó to vậy nè, mà cái vỏ của nó màu xanh, ở trong là nó màu cam, rất là thơm, nặng nước ra thơm, cực kỳ là thơm luôn. Đó. Mà nó đang trúng đợt dịch bệnh cho nên cái lá nó bị bệnh vậy nè. Em phải kiếm cách trị cái bệnh này trước rồi mới bán được. Đó. Rồi cái này là bưởi da xanh và bưởi năm roi. Nếu chị cô chú thích mấy cái loại bưởi này thì hữu em nha. Mấy cái loại này em chiết cành bự bự không à, chiết cành bự bự mà chăm cũng lâu nữa. Chứ lại mấy cái loại này á, mấy loại citrus này nó hay bị bệnh lắm, cho nên là chăm rất là cực. Đó, trên lá xanh mơn mởn luôn nè, không có bị bệnh phải không. Còn hả, có mấy cái kia không có kịp chăm là nó bệnh tùm lum hết nè. Ai da, bệnh rồi. Rồi bên này thì em có mận nè. Mận thì em có nguyên một greenhouse mận không. Em có mận xanh, mận vú bò, mận tam hoa, mận Đài Loan. Mận Đài Loan là mận hồng Sóc Trăng đó. Rồi mận Red Rocket, Black Gold, gì nữa ta, nhiều quá không nhớ hết luôn. Mận mận đỏ Florida. Đây, mận vú bò nè. Đây là mận tam hoa nè. Còn này là Red Rocket nè. Đó. À, Red Rocket á là cái lá, cái mận tam hoa là cái lá nó phải bự, thiệt là bự như vậy nè. Bự mà xanh á thì nó mới là mận tam hoa nè. À, còn mà cái Red Rocket á là cái lá nó nhọn mà nó dài như vậy nè. Đó. Nó giống như lá lý vậy đó. Đó là mận tam hoa. Ấy là mận Red Rocket. Cái nhiều khi mình mua mà mình mua sợ lộn á thì mình cũng nhìn cái lá nè. Nhiều khi em để hàng em cũng để lộn tùm lum với nhau hết trơn á, không có để mà nhiều khi quên gắn tem á, cái đá qua đá lại, khách mua đá qua đá lại cái nó lộn, mình phải coi cái lá đó để mình phân biệt nữa. Còn này là vú sữa nè, vú sữa trắng. Em có vú sữa trắng nữa nha, vú sữa trắng, vú sữa tím và vú sữa vàng. Em có ba loại vú sữa: trắng, tím và vàng. Nếu anh chị cô chú mà thích vú sữa trồng lấy bóng mát, có trái ăn vui thì ủng hộ em ha. Tán nhánh đẹp lắm. Đang có bông hết á. Rất là nhiều, nhiều lắm. Ngoài kia nữa, nhiều cực kỳ luôn. Đây là nhãn nè. Nhãn này ăn ngon cực kỳ. Nhãn này bán trái ai cũng thích hết trơn á. Đó, đây là nhãn nè. Đây là nhãn tím nè. Nhãn tím đang có trái luôn nè. Đó. Bây giờ em bên này em có nữa nè. Bên nào bên này, đây là cái cốc Việt Nam nè. Rồi bên này em có chanh thái. Chanh thái cao 3 đến 4 feet. À, 40 đồng một cây. Cây cao 4 feet luôn. Em có khế bonsai nè, me bonsai, lọc vườn bonsai, bông giấy bonsai, mai. Mai thì em có ít thôi, mai em không có nhiều. Và mai này là trồng vô chậu cũng năm mấy hai năm rồi đó. Rễ nó ăn hết chậu rồi, em vừa mới thay đất lại cho nó nữa.
thay đất lại nè, bắt đầu nó xuống lá rồi đó. Con này là tắc nè, tắc chua Việt Nam. Trái nè, trái to lắm, mà cây nào cũng trái quá trời rồi, trái quá trời quá đất, trái chùm 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 luôn nè, thấy không đó. Đó, nhiều lắm. Bên này nè, nếu anh chị cô chú mà thích mua nhiều mua sỉ thì hú em nha. Đây là những cây mai trồng hộp nè, ương hộp lên nè. Đó. Bên này có những cây mai trồng hộp 7 tới 8 năm cũng có nữa. Nhiều lắm. Quá trời quá đất luôn. Nếu anh chị cô chú mà thích mai hay là thích cây giống thì ủng hộ cho em, ủng hộ cho con nha. Vườn của con ở Plant City, Florida 33565. Cuối tuần thì có bán thêm trái cây với lại nước mía nữa. Nước mía thì có bán nguyên tuần, lúc nào cũng có hết. Trái cây thì thường thì chỉ có bán cuối tuần thôi. Đây là cây Lisa Atomeya. Đây này là cây ổi xá lị nè, ổi lục trắng nè. Đây là cây khế chua nè. Khế chua cây lớn, đang có trái luôn. Đó. Trái khế chua nè. Nó chua lè chua lét luôn á. Cái bông khế chua nó đẹp lắm, nó màu đỏ đậm lắm. Nè. Chanh nè. Chanh vàng nè. Khi su nè. Tắc ngọt nè, tắc ngọt trái tròn nè. Đó. Nhìn đã không? Tắc ngọt trái tròn. Tắc chua nè. Bên này thì em có vải nè. Vải này là vải hạt lép đó, vải sweetheart và vải hắc kiếp. Hai loại này là hai loại ngon. Trái to, hạt thì nhỏ. Hạt nó nhỏ xíu xíu à. Đó. Còn cái này là persimmon nè. Và còn cái này là tắc chua, cây cao 5 tới 7 feet luôn. Chậu 15 gallon. Còn này là tắc cẩm thạch nè. Đó, cũng cây to to luôn. Rồi, cây này là cây chanh xanh Việt Nam. Trái cũng to cực kỳ. Đây. Ở đây là mận nữa. Cây này là cây siro. Chanh dây, seri. Seri Việt Nam. Cái này là em để một chậu lớn vậy, nó nhiều chậu vô trong cho nó khỏi đổ ngã, chứ nó ngã tùm lum hết. Đây là tắc nữa nè. Đó, tắc rất là nhiều. Rồi bên này em có na Việt Nam nè. Đó. Em có cây na dai Việt Nam. Em cây này là cây Lekima, có người gọi là cây trứng gà. Rồi là cái đó là cây điều, có người gọi là cây đào lộn hộp, cây lô khoác. Đây là cây mận Red Rocket nè. Hồi nãy còn ngoài kia mới một ít thôi, còn một ít này. Lát nữa phải giao cho khách nè, cho nên lựa ra để một đống ở đây. Rồi em có xoài tượng nữa. Xoài tượng Việt Nam nữa. Trái to thì to, mà ăn giờ ăn sống đó. Rất là ngon. Đó. Bên kia thì em có chuồng gà. Có gà, có vịt. Bên đó đang làm cái dream house cho nên không có quà, nguy hiểm. Dưới đó thì có cái hồ, mai mốt em sẽ làm mấy cái nhà chòi cho anh chị cô chú tới uống nước nha. Thank you anh chị cô chú rất là nhiều.